Suy niệm lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật bốn phục sinh. Tin mừng theo Thánh Luca có thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus. Nghe biết Chúa Giêsu đã sống lại và không còn trong mộ đá, cũng như đã hiện ra với các bà đạo đức. Thế nhưng hai môn đệ vẫn hoài nghi, lòng đầy chán chường và thất vọng. Ngay cả khi Chúa Giêsu hiện ra với họ qua hình dáng của một lữ khách, từng bước giải thích lời Kinh Thánh, nhưng mắt các ông vẫn còn bị che phủ và đã không nhận ra được Chúa. Chỉ khi Ngài ở lại và cùng với họ dùng bữa, mắt họ mới mở ra và nhận ra Ngài đã sống lại thật. Điều xảy ra với hai môn đệ trên đường Emmaus cũng đã từng xảy ra với các mục đồng, các nhà đạo sĩ, ông già Simeon, bà tiên tri Anna, hay với Phêrô, Giacôbê, Gioan, với 11 tông đồ, với Maria Magdala. Thế nhưng làm thế nào để họ có thể nhận ra được Chúa nếu không nhờ ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh soi chiếu, như chính Ngài đã quả quyết hôm nay: "Tôi là ánh sáng, tôi đã đến trong thế gian, ai tin tôi sẽ không còn ở trong tăm tối." Thực ra, ngay trong phần đầu của sách Tin Mừng, Thánh Gioan Tông Đồ đã tái xác nhận khi viết: "Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đã đến thế gian và chiếu soi mọi người." Trong đêm phục sinh, khi thắp sáng ngọn nến đời mình vào cây nến phục sinh của Đức Kitô, chúng ta được mời gọi để giã từ con người cũ tối tăm, tầm thường của kiếp sâu bọ, để mặc lấy con người mới trong Đức Kitô. Thế nhưng, có biết bao lần chúng ta đã từ khước ánh sáng để tiếp tục bước đi trong tăm tối? Đó là lúc chúng ta để cho ma quỷ thế gian xác thịt lôi kéo mà bê trễ xem thường việc thờ phượng kính mến Chúa. Bỏ ngoài ta những lời nhắc nhở của các bề trên, ích kỷ kiêu ngạo, chỉ biết sống cho mình, vô tâm và không nhận ra Chúa nơi những anh chị em nghèo khổ, bất hạnh, những con người tội lỗi, yếu đuối, bị bỏ rơi. Xin cho chúng ta biết nhìn ra Chúa chính là ánh sáng thật, để nhờ biết lắng nghe và thực hành lời Chúa, chúng ta sẽ biết xa lánh con đường tối tăm cùng với những đam mê tội lỗi. Bên cạnh đó, biết quảng đại đến với tha nhân qua những việc làm ân cần, lắng nghe, yêu thương và giúp đỡ. Chính nhờ biết tin tưởng và đi theo ánh sáng của lời Chúa, từ đây, chúng ta sẽ không còn phải bước đi trong tối tăm, nhưng sẽ được ánh sáng dẫn chúng ta đến với sự sống đời đời. Amen. Thắp sáng lên trong